Rồi, xin chào các bạn. Mấy hôm nay các bạn sẽ thấy ở trên Facebook hay là trên một số cái diễn đàn á, thì đạo con bằng CPU của các bạn nó khá là sôi nổi luôn. Thì cũng đơn giản là tại bởi vì cái đồng dép này nè các bạn, cách đây khoảng mấy tuần á thì giá của nó chỉ có khoảng 5-6 đô thôi các bạn, vài đô thôi, có khi là 4 đô luôn nè. Ví dụ hồi tháng 10 là chỉ có 4 đô các bạn. Thì hiện tại á, thì giá nó khá là cao các bạn. Nó là 39 đô, 39,5 đô các bạn, và nó lên giống như là gần 10 lần luôn. Và chính vì vậy mình đào cái đồng này hiện tại thì đào bằng CPU và nó đang có lãi. Thì đó là hôm nay lý do là nó sâm tụ này như vậy các bạn. Rồi thì đào này rất là đơn giản thôi các bạn. Nó sẽ chạy cái thuật toán này nè các bạn. Đó, rồi tùy theo cái con CPU xong của các bạn hay là CPU core i các bạn á, mạnh hay yếu, nhiều core hay ít core, mà nó sẽ có cái tốc độ này các bạn. Ví dụ mình đang chạy cái con cặp CPU 2690V4 xung 2.6 và tổng cộng 28 core 56 luôn, thì cái tốc của nó đạt khoảng 13,9 kHz ha trên dây đó. Rồi thì để đào được cái này á, thì đầu tiên các bạn mở trình duyệt lên ha. Đây, rồi đầu tiên á, các bạn sẽ đăng ký một cái ví ở trên sàn, hoặc là chúng ta sẽ đăng ký trên dép protocol luôn các bạn. Đó, trên đây mình sẽ vô đây mình sẽ read read một cái account ha, để mình có cái địa chỉ ví. Địa chỉ ví để mà khi mình đào con được thì nó sẽ trả cái con mình lên trên cái địa chỉ ví của mình ha. Rồi, cái tiếp theo nữa là các bạn sẽ lên một cái trang, nó có nhiều nhiều trang các bạn ha, nhiều bool, thì mình sẽ dùng cái này xmrig.com này các bạn. Nó vô đây chúng ta sẽ download cái phần mềm này về. Download về. Bản mới nhất của nó hiện tại là đang 6.21 các bạn. Đó, khi mình download về thì nó nằm ở đây. Trong mục download này các bạn. Thì đây, XMRX 6.21 này các bạn. Đó. Thì khi mà các bạn có cái địa chỉ ví thì các bạn sẽ mở cái phần mềm lên ha. Rồi các bạn nhấp phải lên cái chữ Start nè, các bạn Edit. Đó. Rồi, các bạn sẽ điền cái địa chỉ ví của các bạn vô trong cái tool đào này. Đó. Cái địa chỉ ví thì mình mở qua cái máy kế bên các bạn sẽ thấy rõ hơn. Rồi, ví dụ cái máy này mình đã login vô cái ví của mình rồi các bạn. Rồi cũng đăng ký trên dép rồi tôi cool ha. Thì ở ngay chỗ cái chỗ DC nè các bạn. Thì đây các bạn sẽ thấy được cái địa chỉ ví của mình nè. Đó, chúng ta sẽ copy, chúng ta bỏ vô cái dòng lệnh ha. Copy, chúng ta bỏ vô cái tool hồi nãy. Đó. Thì khi mà các bạn đào được cứ thấp nhất các bạn là 0,2 dép thì nó sẽ chuyển lên ví cho các bạn. Ví dụ mình đang có 2.19 nè các bạn. Rồi, quay lại đây thì mình sẽ copy cái phần địa cái địa chỉ ví mình vô trong cái bool này các bạn. Rồi sau đó chúng ta chọn file, chúng ta save lại. Rồi, cái tiếp theo nữa các bạn nhấp phải lên cái chỗ XMRig nè. Các bạn chọn Robity. Rồi mấy bạn sẽ chọn là Compatibility ha. Rồi chúng ta sẽ chọn, chúng ta sẽ nhấp vô cái chỗ Run the Program Administrator, sau đó chúng ta apply OK. Rồi thì các bạn thấy cái chương trình này đào nó không ăn hết 100% CPU giống như khi chúng ta render V-Ray chẳng hạn các bạn, mà nó chỉ chạy khoảng tầm 60 tới 70% CPU thôi. Tuy nhiên ở cái mức này á, thì cái dàn VRM trên mainboard của mình cũng khá là nóng mà, khá là nóng, và đặc biệt là khi chúng ta chạy lâu dài á, chính vì vậy các bạn sẽ có nhiều fan gió ha, để chúng ta tản nhiệt cho cái dàn VRM ở trong mainboard của mình nha. Phải thông thoáng mát mẻ. Rồi như vậy thì bây giờ với cái khi mấy bạn biết á, là khi mà có càng nhiều người tham gia vô đào con thì cái deep, tức là cái độ khó sẽ tăng lên các bạn. Độ khó tăng lên thì cái lượng đào, sản lượng đào nó sẽ thấp lại. Đó. Thì ví dụ như theo ngày hôm nay thì các bạn sẽ thấy á, chúng ta sẽ có cái cách tính các bạn, cách tính để chúng ta biết có lời hay không. Thì các bạn vô chương trình Customize ha, chúng ta chọn cho sau đó sẽ còn chọn là dép. Để nó tính cho cái đồng dép này. Thì ví dụ như khi mà mình có tốc là 13.9, 13.900 tức là 13K9 đó các bạn. Thì đây chúng ta sẽ điền ở đây là 13.9. Đó. Nếu mà chính xác luôn đó, thì là 13.95 này ha. 95. Rồi, điện ăn bao nhiêu? Điện của máy mình ăn khoảng 335W các bạn. Hiện tại đang ở 335W. Cái cost ví dụ mình giờ mình tính theo giá điện nhà trọ đi các bạn. Nhà trọ khoảng 3,5 ký ha, thì đây nó khoảng tầm 0.14 đô. Đó. 335W thì mình coi ở đâu? Đây, mình có cái bộ này đo nè các bạn. Ăn khoảng 310W ha. Có khi là 312. Rồi, ở đây là 315 đi các bạn ha. Rồi, cái độ khó ngày hôm nay, giá ngày hôm nay, sau đó ta chọn Calculate ha.
Rồi thì các bạn sẽ thấy là cứ một ngày thì chúng ta sẽ mang về được, tức là với cái độ khó và cái giá thời điểm hiện tại nha các bạn, độ khó sẽ tăng dần lên khi mà có nhiều người tham gia vô đào và giá lên xuống theo thị trường. À, thì 1.24 đô các bạn. Thì ví dụ như các bạn lấy 1.24 mà chúng ta nhân cho 24.000 chẳng hạn, thì khoảng được gần 30.000 các bạn. À, khoảng 29.000 chưa khấu hao máy. À. Rồi, cái địa chỉ ví của mình á, hồi nãy mà mình là để trong cái bull đó bạn, à, bull đào là hồi nãy đó, thì chúng ta có thể copy lên trên đây ha. Lên đây thì chúng ta xem được cái tốc độ đang đào, số lượng bao nhiêu máy, tổng đào bao nhiêu. Rồi, mặc định á, khi mà được đạt khoảng 0.2 các bạn, tối thiểu là 0.2 thì mình sẽ chuyển được về trên cái ví của mình, ví mình ở đây hoặc là ví ở trên sàn. Đó. Cách tạo ví trên đây thì dễ đó các bạn ha. Bạn giống như bạn đăng ký Facebook account hay là Gmail account vậy đó. Thì đó, ví dụ mình đang đào bằng một máy đó các bạn, thì ở dưới đây nó sẽ cho mình cái sản lượng cơ bản các bạn. Đó, ví dụ như mỗi một ngày là mình có thể được tầm 2 đô, cái số này là số tương đối thôi các bạn. Rồi một tháng là mình sẽ được khoảng 1.55 giây đồng dép nữa các bạn, à, thu nhập khoảng 60 đô nè. Cái này là chưa trừ tiền điện nha các bạn. Nếu mình trừ điện rồi á, thì như mình nói hồi nãy đó, khoảng tầm 29.000 đồng một ngày các bạn. Thì một tháng được khoảng 800-900 ngàn gì đó nếu mà trừ tiền điện. Thì các bạn phải luôn nhớ là với cái giá của hiện tại và cái độ khó của hiện tại nha các bạn. Ngày mai cái độ khó tăng lên thì sản lượng giảm, giá tăng lên thì mình sẽ được nhiều nhiều hơn. Ví dụ như vậy, tự nhiên giá lên 2 triệu thì mình sẽ được gấp đôi. Còn nếu mà giá nó giảm xuống còn có 500 ngàn thì mình sẽ giảm lại các bạn. Đó là cái lưu ý nha. Rồi tổng quan nữa là thứ nhất á, là chúng ta sẽ chọn cho mình những cái mã Xeon hoặc là CPU Core i nó phù hợp, hoặc là có gì chơi đó các bạn ha, không nên đầu tư lớn nha. Rồi đầu tiên là tạo một cái ví để chứa cái đồng dép. Rồi cái thứ hai vô tính thử coi có lời không. À, tại vì một số mã CPU nó thấp các bạn thì cái tốc nó rất là thấp các bạn thì nó không ra được bao nhiêu hết trơn á. À, tính thứ hai tính là còn có lời không ha. Còn thí dụ như CPU mình á, mà mình không biết bao nhiêu kH á, thì các bạn cứ cho nó chạy thử cái lệnh luôn các bạn. Các bạn cứ cho nó đào thử rồi nó hiện ra bao nhiêu thì các bạn mới vô đây các bạn tính. Tính mà cảm thấy có lời, à, ok thì mình tao mới chơi ha. Đó, rồi tiếp theo nữa là tải cái phần mềm đào thì tải ở đây. Đó, phần mềm này đơn giản lắm mà ha. Bạn tải xuống xong đó là nó sẽ có cái file đây nè, download nè. Rồi cái file này, rồi chúng ta sẽ vô. Thứ nhất là chúng ta set admin ha, set cho nó lên admin, rồi PT chỗ này. À, rồi cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ thay cái địa chỉ ví thành địa chỉ ví của các bạn ở cái đoạn này đây nè. Đó, chúng ta thay cái địa chỉ ví của mình ha. Đó là cái hút này là cái địa chỉ ví của mình ha, đừng có thay địa chỉ ví của mình của tôi vô nha, là tự nhiên nó về của tôi hết trơn đó. À, rồi cái tiếp theo nữa là chúng ta bật cái hu ga bay các bạn, hết bay này. Đây nè, các bạn thấy là hết bay này nè, thì nó sẽ tăng được khoảng 20-30% cái tốc độ đào của bạn. Có những bạn ví dụ xài đua 90V4 mà sao tốc nó không được 13.900 giống như mình, mà nó được chỉ có 90.000 thôi. Đó, thì chúng ta bật cái hu hết bay này lên các bạn. Hết bay này hồi nãy thì chúng ta nó sẽ giống như cái thao tác chúng ta set admin hồi nãy đó. Nhưng mà còn có thêm một cách khác nữa, thì các bạn vô đây chúng ta sẽ chọn sẽ chỗ đây nè các bạn, chúng ta cửa sổ ha. Rồi chúng ta sẽ đánh là G. À, G đây. Cái disrupt policy nè các bạn ha. À, cái cách chúng ta enable cái hu ga bay á. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn là đây computer ở đây nha. Rồi Windows setting nè, rồi security setting, local policy, rồi URI assessment. Rồi, chúng ta sẽ chọn xuống cái chỗ là lock bay in memory, ta nhấp vô, ta add user group, rồi chúng ta chọn advanced file now, rồi chúng ta đánh chữ e Everyone, nhấp vô các bạn, rồi chúng ta chọn OK, rồi là nó lên đây ha, rồi OK, thì cái đó nó sẽ được bật lên. Thì đây nó sẽ hiện ra cái chữ này các bạn. Nếu mà các bạn chọn thấy cái chữ Everdouble là không được nha, chúng ta sẽ thấy được cái chữ này này mới được nè. Khi mà thằng set xong các bạn reset máy là OK. Rồi ở trong hình đó, thì các bạn thấy cái máy mình là Asus Z10 BAD8C các bạn. Đó thì đây là cái tản nhiệt của dàn VRM CPU 1. CPU 2 thì nằm phía sau các bạn. Thì CPU nó load 6 mấy% các bạn, thì nó load liên tục thì cái này rất là nóng. Đó thì các bạn nên làm sao cho cái này nó mát chút xíu ha. Bền, bỉ và ổn định cao hơn. Manhunazi thì nó cũng có hai cái tản y chang các bạn. À, nó màu đỏ, màu đen, đỏ đen. Đó.
Đó, khi các bạn đào bằng Hunenzi á, thì ví dụ men đơn á, thì nó nằm trên đây nè các bạn. Đó, các bạn phải kiếm cái quạt ở đó, các bạn thổi cho cái nhàn này nó mát lên nha. Rồi cái men của TFQ á, thì nó sẽ có, hoặc là TF thì nó có sẵn hai cái fan đây rồi, thì không cần các bạn. Rồi F8D nè, các bạn thấy không, hai cái tảng, hai cục tảng bên đây nè. Đó, chúng ta làm sao cho hai cục này nó mát lên nha. Rồi F8D Plus thì nó có sẵn fan rồi, chúng ta không phải lo. Rồi cái men QD3, QD4 thì nó có cục nhôm trên này các bạn. Rồi nhớ làm mát cho nó nha. Rồi chúc các bạn thành công ha. À, rảnh rỗi làm gì, thử chạy chơi cho vui nha.